ta đang có mặt trong chương trình Vua Tiếng Việt. Và bây giờ là vòng 2 của chương trình, đó chính là vòng giải nghĩa. Và bây giờ trước hết xin mời các bạn hãy xem luật của chương trình. Ở phần thi giải nghĩa, người chơi có 60 giây để giải nghĩa từ và đưa ra gợi ý cho hai người còn lại. Trả lời đúng trong 15 giây đầu tiên, người đoán đúng từ và người giải nghĩa cùng được 4 điểm. Cứ mỗi 15 giây, số điểm lại giảm bớt 1. Người dẫn chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong cuốn Từ điển tiếng Việt gồm 36.000 từ của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Kết thúc vòng chơi giải nghĩa, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Mọi người đã biết luật, bây giờ tôi sẽ tìm từ. Chắc chắn. 60 giây bắt đầu. Đây là một từ gồm có 3 chữ cái. Kể nói về một cái sự hết, hết một cách hoàn toàn. Sạch xanh xanh. Đáp án chính xác. Mặc dù là người gợi ý là gợi ý nói đúng về đơn vị từ, đơn vị câu ấy thì là chưa thực sự chính xác. Vừa rồi bạn nói là cái từ này gồm 3 chữ cái, nhưng mà người nghe thì cũng đã tìm ra được cái đáp án, đó là sạch sành xanh. Mỗi bạn đã cộng cho mình được 4 điểm. Từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu. Một từ gồm có 2 tiếng. Láy á, nói về một cái sự bạo, làm một việc gì đấy rất là bạo. Láy âm đầu ạ. Giải nghĩa riêng từng từ. Từ đầu tiên là chỉ về một loại quả. Thứ hai, từ thứ hai là táo tợn. Đúng không em? Chính xác ạ. À, chính xác. Táo tợn, đáp án chính xác. Đó. Có vẻ như là chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Đúng rồi, có vẻ như là thiếu may mắn ạ. Ừ, làm sao đấy. Và chúc mừng các bạn, mỗi người cộng thêm cho mình 3 điểm. Rồi nhé, bên này hả? À, xin mời. Tôi sẽ tìm từ. Long cố gắng lên, bạn chưa được điểm nào đâu. Dạ. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Từ này là một từ có 2 tiếng, cũng là lấy âm đầu, chỉ về một sự việc kéo dài xảy ra thêm một lần nữa. Tiếp tục. Bạn đã phạm quy, từ của chúng tôi đưa ra là lần nữa. Nếu bạn là phạm thêm một lần nữa, giờ có ít nhất là có chữ lần rồi. Dạ. Đúng không nào? Dạ. Em lưu ý nhá. Vâng ạ. Phải hết sức bình tĩnh dùng nhá. Quá. Ừ. Dạ. Chỉ còn bây giờ nếu mà em là anh làm MC rồi, không nói gì, chứ em mà chẳng may mà em bị loại là nói thật là những người đàn ông mà đang theo dõi chương trình là hết hẳn hy vọng về đàn ông mình đấy. Dạ. Em cố gắng lên nhá. Dạ, vâng ạ. Vi phạm lần 1. Chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo. Chưa? 60 giây bắt đầu, mời bạn. Từ này là một từ có 2 tiếng. Chỉ việc mình đang suy nghĩ, tìm cách để giải quyết một cái vấn đề gì đó. Như là khi mình đang nợ thì mình phải suy nghĩ, tìm cách để mình xoay sở. Đáp án chính xác, rất nhanh. Trời ơi. Mỗi bạn cộng cho mình 4 điểm. Đó chính là xoay sở. Nói là bạn rất thông minh tìm ra cái thế, đúng là liên quan đến nợ nần đấy nữa. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Vâng. Từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu, mời bạn. Từ này cũng là một từ có 2 tiếng. Về hoàn cảnh của từ nó giống với từ trước, cũng là mình đang tìm cách để xử lý một cái vấn đề gì đó, để mình giải quyết cái chỗ nợ của mình. Từ này cái từ đầu tiên, nghĩa của nó trong một quyển sách thì sẽ có rất nhiều
Cái này. Trang trải ạ. Đáp án chính xác, một lần nữa chính xác. Chúc mừng bạn. Hai bạn đã ghi thêm cho mình mỗi người 3 điểm nữa. Đúng rồi, đổi chỗ. Hạnh Uyên thân mến, tức là điểm của em và điểm của Long ấy là bằng nhau. Yeah. Cùng là 7 điểm. Thế bây giờ hai em làm thế nào thì làm. Hiểu chưa? Nếu mỗi câu trả lời mà em gợi ý mà bạn Long trả lời được là hai người lại có số điểm bằng nhau. Yeah. Nhưng mà chen vào giữa lại có một người rất là ghê gớm. Đấy chính là bạn Ngọc Anh. Điều gì cũng có thể xảy ra. Và bây giờ tôi sẽ tìm từ. Mời bạn. Dạ. 60 giây bắt đầu. Đây là một từ có hai tiếng để diễn tả cái việc mà mình xin xỏ ai đó. Cái từ đầu tiên á, nó là cái gì để bắt qua sông? Cầu cứu. À không, cái từ thứ hai á là cầu cạnh ạ. Đáp án chính xác, cầu cạnh. Rồi. Mỗi bạn cộng cho mình 4 điểm. Cầu cạnh đáp án chính xác. Rất nhanh. Từ cuối cùng. Tập trung, tôi sẽ tìm từ cực khó. Tôi nói trước là cực khó. Khó vô cùng luôn. Để tôi xem nó khó tới mức nào. Tôi tìm ra rồi tôi mới biết là cũng không quá khó. Dạ. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Cái này là một cái từ gồm có 2 tiếng. Là cũng là mình cầu xin một ai đó. Thì cái từ đầu tiên á, nó là .. xin. Cái từ thứ hai là van nài. Cái từ đầu tiên đúng rồi. Cái từ thứ hai là cậy em có chịu lời ngồi lên cho chị .. sẽ thưa trong chuyện kiều. Trong chuyện kiều đấy. À, thường là mình cúng vái thì mình sẽ van lạy. Van lạy đáp án chính xác. Nó là van lạy. Mỗi bạn cộng cho mình 3 điểm. Xin chúc mừng. Nào cho phép tôi xin tổng kết số điểm. Bạn Ngọc Anh là có 18 điểm, xin chúc mừng. Bạn Thành Long 10 điểm và Hạnh Uyên 14 điểm. Long ơi, mình cố gắng rồi nhưng mà tiếc quá, cái câu cầu cứu em lúc này run quá nên là không nghĩ ra được cái từ cầu không, cạnh. Không nghĩ đúng không? Không nghĩ ra được cái từ tiếc cầu quá. Cạnh. Thực dạ. Ra là đây là yếu tố tâm lý mà. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Dạ. Chị Hà nhé. Nha. Cảm ơn. Chào đón quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ 3 của chương trình Vua Tiếng Việt. Đó chính là vòng sâu chuỗi. Và luật cụ thể chi tiết hơn, mời các bạn theo dõi. Trong vòng sâu chuỗi, người chơi giành điểm bằng cách sắp xếp chuỗi từ không theo trật tự thành câu có nghĩa. 9 chuỗi từ tương ứng với 9 câu hỏi. Người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết thúc vòng chơi sâu chuỗi, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại. Chuẩn bị. Vòng sâu chuỗi, câu đầu tiên, xin mời. Hẹn vườn chúng ngoài nhau. Mời Ngọc Anh. Chúng hẹn nhau ngoài vườn ạ. Chúng hẹn nhau ngoài vườn, đáp án chính xác. Trích trong Gà mái hoa của tác giả Võ Quảng. Vòng sâu chuỗi, câu tiếp theo, mời các bạn. Ta cho thóc đếm hạt. Đếm hạt thóc cho ta. Chưa chính xác. Đếm cho ta hạt thóc. Đáp án đúng, đếm cho ta hạt thóc. Trích trong Con chim thời gian của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Tiếng con chim đếm cho ta hạt thóc, đếm lòng ta hạt ngọc và trái tim không biết rụng rơi. Chúng ta đến với câu tiếp theo vòng sâu chuỗi, mời các bạn. Đây tơ rồi ta kiện ông. Mời bạn.
Rồi đây ta kiện ông Tơ. Rồi đây ta kiện ông Tơ, đáp án chính xác. Chúc mừng bạn với điểm tiếp theo. Mà Ngọc Anh ơi. Dạ. Không sao đâu, bạn ấy mới vượt lên trước mình đấy. Chắc do em hơi run ạ. Rồi đây ta kiện ông Tơ. Mời câu tiếp theo. Nợ rưng rưng, mắt khóe người. Nợ khóe mắt người rưng rưng ạ. Chưa chính xác. Mời bạn. Nợ người khóe mắt rưng rưng ạ. Nợ người khóe mắt rưng rưng đã bắn chính xác. Trích trong bài thơ Nợ của tác giả Nguyễn Duy. Câu tiếp theo vòng sâu chuỗi, xin mời quý vị ạ. Lúc toan lên túng bán trời cả. Mời bạn Uyên. Lúc túng lên bán con cả trời. Chưa chính xác. Lúc túng toan lên bán cả trời. Lúc túng toan lên bán cả trời đã bán chính xác. Bám đuổi rất sát nha. Câu tiếp theo mời các bạn. Thôi chỉ có nhất đắt người tình. Chỉ có đắt nhất người tình thôi ạ. Chỉ có đắt nhất người tình thôi. Chưa đúng. Chỉ có người tình đắt nhất thôi. Không đúng ạ. Chỉ có đắt nhất thôi người tình. Không phải. Câu vừa nãy có một chút nhầm thôi. Hết giờ. Bài này là bài Ngẫu Hưng Phố của Trần Tiến. Chỉ có đắt nhất tình người thôi. Trời ơi. Hà Nội cái gì cũng rẻ. Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ. Chỉ có đắt nhất tình người thôi. Không ai có điểm. Chúng ta đi tiếp. Mời các bạn. Ăn đền biết gì rồi em ơn lấy. Mời bạn. Ăn gì rồi em biết lấy đền ơn ạ? Chưa chính xác nào. Cố gắng lên nào. Tức là ý là nhận lận. Mời. Ăn rồi em biết lấy gì đền ơn ạ? Ăn rồi em biết lấy gì đền ơn. Đáp án chính xác. Miếng trầu ăn nặng bằng chì. Ăn rồi em biết lấy gì đền ơn. Và bây giờ xin mời câu tiếp theo. Mời các bạn. Nói với sắc cỏ bằng xanh dần thời gian. Nói với thời gian bằng xanh dần sắc cỏ. Chưa chính xác. Gần đúng. Xin mời. Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh dần. Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh dần đã bắn chính xác. Vâng. Nửa đêm nỗi nhớ của tác giả Lưu Quang Vũ. Tôi xin thưa với các bạn thế này. Tôi nói ra không gì khác ngoài việc là hỗ trợ các bạn thêm căng thẳng. Tức là chỉ còn một câu cuối cùng. Và tỷ số bây giờ đang là 4-3. 4 là bạn Uyên và 3 là bạn Anh. Nếu một câu này mà Uyên trả lời đúng thì chúng ta biết. Còn nếu mà Anh trả lời đúng thì chúng ta lại thêm câu nữa. Được chưa nào? Vâng. Và bây giờ, vòng sâu chuỗi, xin mời câu tiếp theo. Im im rẻ đắt, mọi mọi tiếng lời mua bán. Ai cả. Anh bộ đội và con búp bê, tác giả Vũ Quần Phương. Cố gắng lên nào, nhấn chuông kìa. Hết giờ. Im mọi tiếng bán mua. Im mọi lời đắt rẻ. Giỏi không? Kết thúc phần thi sâu chuỗi này. Thì tỷ số là 4-3 vẫn giữ nguyên và hết câu.
Như vậy là bạn Hạnh Uyên đã vào vòng 4 của chương trình và chúng ta phải chia tay bạn Đỗ Ngọc Anh. Cảm ơn em rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc chị may mắn nhé, cố gắng lên. Nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Không phát hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái. Vượt qua cả 3 câu, người chơi sẽ chính thức trở thành vua tiếng Việt của tuần này và nhận giải thưởng 30 triệu đồng. Lựa chọn thách đấu với người xoán ngôi của tuần tới. Người chiến thắng sẽ có cơ hội nâng mức giải thưởng lên tối đa 320 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Vua Tiếng Việt và bây giờ sẽ là vòng 4 của chương trình. Ở vòng 4 này, chắc chắn rồi, chỉ còn một người chơi duy nhất với bộ đề mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Và nếu quý vị là người thường xuyên theo dõi chương trình, quý vị cũng đã thấy là riêng ở bộ đề ở vòng 4 trong những tuần gần đây thì không quá phức tạp. Quan trọng nhất bây giờ là bản lĩnh. Tôi phải dùng từ bản lĩnh trước. Bản lĩnh của người chơi, sự tỉnh táo và nắm thật chắc luật. Bạn Uyên đã sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Chúng tôi đã sẵn sàng. Và bạn cũng biết đấy, mọi người rất chờ đợi xem bộ đề hôm nay khó hay dễ, nó có phù hợp với bạn hay không. Xin mời bạn nhìn lên màn hình. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Mời bạn. Tủ sắt kiên cố chuyên dùng để cất giữ tiền của và những tài liệu quan trọng. Tiếp theo, khẩn trương tìm kiếm lo liệu để mau chóng có được, đạt được cái đang rất cần, rất muốn. Khẩn trương tìm kiếm lo liệu để mong chóng có được, đạt được cái đang rất cần. Tiếp theo, có khó khăn trong công việc do thiếu người, thiếu tiền bạc hoặc thì giờ mà không biết giải quyết ra sao. Hàng ngang cuối cùng, bớt đi một phần khỏi tổng số. Bạn kiểm tra lại nào. Hết giờ, vui lòng đặt bút. Vâng, hàng ngang đầu tiên của bạn đưa ra là? Là két ạ. Két của chúng tôi là? Két, đáp án chính xác. Dòng thứ ba? Của em là bấn ạ. Bấn. Dòng chúng tôi là? Đáp án bấn, chính xác. Bây giờ dòng cuối cùng. Dòng thứ tư là em chưa có giải ra. Cuối cùng bạn không tìm ra được. Dòng cuối cùng của chúng tôi, xin mời bạn theo dõi. Đó chính là trừ. Thế dòng thứ hai bạn đưa ra là gì? Dòng thứ hai em cũng chưa có đáp án luôn ạ. Chưa có đáp án luôn? Dạ. Bạn chưa điền được hết hay là chưa điền? Dạ em không có đáp án. Thế bạn có tìm được hàng dọc không? Dạ có. Vì là liên quan tới nợ cho nên là em ghi là khất. Nhưng mà cái dòng thứ hai em, cái chữ H em điền ở giữa thì em chưa có biết cái từ cuối cùng đó là chữ gì. Khất, tức là chỗ đấy của bạn sẽ là chữ H, à? H. Khẩn trương tìm kiếm lo liệu mau chóng có được, đạt được cái đang rất cần, rất muốn. Đó là chạy. Đáp án của chúng tôi là chạy. Thưa quý vị, thật tiếc. Yeah. Thật tiếc là người chơi cũng không vượt qua được bảng 1. Tuy nhiên bạn lại đưa ra đáp án đúng ở hàng dọc. Tiền thưởng của bạn là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Một cô gái từ phương xa đến trường quay của chương trình để ghi hình chương trình Vua Tiếng Việt vào tới vòng 4, nhưng thật tiếc là đã không vượt qua.
không đạt được cái điều mình mong muốn. Chúng tôi cảm ơn bạn một lần nữa và xin gửi bạn đây là chiếc cúp của chương trình. Vâng, mong đây sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với bạn. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi vừa theo dõi chương trình Vua Tiếng Việt. Chương trình được phát sóng thường xuyên vào 20:30 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Quý vị đừng ngần ngại, hãy đăng ký với chúng tôi để trở thành người chơi chính và có cơ hội trở thành Vua Tiếng Việt trong chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay tôi sẽ không mặc áo gi lê nữa. Tôi mặc áo sơ mi bình thường, xem có thay đổi về phong thủy hay không. Bởi vì đã qua quá nhiều tuần rồi mà chúng ta chưa tìm được Vua Tiếng Việt. Hoàn Châu cách cách đáng yêu, Hoàn Bay cũng thế, thật thà dễ thương. Lời ông bà giang dạy không quên, vui vẻ là mục đích đầu tiên, còn nếu như may mắn thì cầm tiền về quê ạ. Tên là Bách, tính hiền lành, thích chơi bóng đá, chăm con, gia đình. Hôm nay đến với chương trình, mong được may mắn, lên hình thật lâu. Vua Tiếng Việt nay xin thử sức, quyết tâm dạng dỡ tiếng nước em ạ. Hôm nay đến với một chủ đề cực kỳ nhạy cảm, nhưng mà lại không thể thiếu nó trong cuộc đời. Đó là chủ đề quần. Một bộ phận để giữ quần lại với người. Thắt lưng ạ, nắm bắt. Gần như là không mặc quần, không mặc áo. Lõa thể. Lính dù, bao gối, lạnh giá, quy bấm. Kích cỡ, kín như bưng, len dạ. Nam nữ, cạp quần, thấm đẫm. Rất đói nhưng rất đói. Mà nhường cho đứa bạn nó ăn và mình phải đi nhịn. Hai cái tròn tròn ở vùng dưới, gọi là gì ạ? Hai cái tròn tròn ở vùng dưới. Cả đàn ông và đàn bà đều có. Không được cùng tổng đài để kết nối với nhau ạ. Không khó hiểu lắm nhưng mà chỉ là chưa hiểu nhau lắm thôi ạ. Là lỗi của cả hai chúng ta ạ. Thực ra là các bạn rất thông minh, rất tuyệt vời, nhưng lỗi do chúng tôi chọn từ. Thế đi.